Vâng ạ, thưa quý vị, và trước khi mà quý vị đến với những giai điệu âm nhạc thì ngay sau đây quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình chính thức trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ với nhiều màu sắc khác nhau đã làm cho buổi tối ngày hôm nay thêm rộn ràng và tươi vui. Và giờ đây chương trình ca nhạc của chúng ta sẽ còn rất nhiều ở phía sau nữa. Những tiết mục hấp dẫn sẽ chờ đợi tất cả quý vị để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ đây, trước khi tiếp tục chương trình văn nghệ thì chúng tôi xin được trân trọng thông báo sau đây, chương trình lễ khai mạc chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền sẽ được phép bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời quý vị có tên sau đây sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chương trình chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chợ hoa Tết Quý Mão 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 8. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng kính mời quý ông bà di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc ạ. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đảm, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách, Bến Tre. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sa Tra. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Phước Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sa Tra. Và trân trọng kính mời ông Phan Thành Tân, Đảng ủy viên Sa Tra, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền. Chúng tôi xin được mời các vị đại biểu chúng ta vui lòng tiến về khu vực băng khai mạc và chúng ta chuẩn bị thực hiện nghi thức ngày hôm nay. Sau khi Minh Hưng cũng như là Ngọc Thủy, Hồ Bà Thiên Đếm ạ. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là giây phút thiên thời để lời nhân hòa, chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc lễ khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền 2023. Và xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Minh Hưng và Ngọc Thủy chúng ta đếm ngược để đến với nghi thức cắt băng khai mạc. Thưa quý vị, nào xin mời 3, 2, 1 bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, trên sân khấu lên ảnh các vị đại biểu chúng ta hoa xuân Bình Điền 2023 xuân Quý Mão. Xin chúc mừng chợ hoa Tết Bình Điền thành công rực rỡ. Chúc tổng công ty thương mại Sài Gòn, chúc chủ hữu hạn tổng công ty Sa Tra một năm mới thành công và phát triển bền vững. Và chúc cho quý tiểu thương chợ hoa Tết một năm bội thu. Vâng ạ, chúng tôi xin được cảm ơn các vị đại biểu trên sân khấu, xin được chúc mừng cho các tiểu thương. Các tiểu thương của chúng ta sẽ có một năm mưa thuận gió hòa và mua màng bội thu. Chạy dậy.